Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Biên Hòa, Đồng Nai xác nhận đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Phạm Thanh Sơn, 48 tuổi, ngụ phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Theo cơ quan cảnh sát điều tra tối 20 tháng 3, sau khi đi nhậu rồi về nhà tại phường Bửu Hòa, Phạm Thanh Sơn và chị NTMT 41 tuổi đang sống với Sơn như vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Sơn lấy dao chém khiến chị T và cháu PA 13 tuổi, con gái chị T bị thương. Sau đó, Sơn còn đập phá một số tài sản khác của mẹ con chị T. Hậu quả, chị NTMT bị một vết xước nhẹ trên đầu, con gái 13 tuổi bị nhiều vết thương vùng mặt, đầu. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cháu gái được nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế gần nhất, sau đó được chuyển lên bệnh viện di động Đồng Nai tiếp tục điều trị trong tình trạng chảy máu nhiều ở phần đầu, có vết thương ở vùng đầu mặt. Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định cháu gái bị một vết thương vùng đầu bên phải dài 7 cm, vết thương trước tai bên phải dài 5 cm, vết thương trên cung mày dài 2 cm. Ngoài ra còn một vết thương nhỏ khác ở mép trái. Bệnh nhân được khâu vết thương, chích ngừa uống ván, chụp CT và dùng kháng sinh, thuốc giảm đau. Hiện sức khỏe của bệnh nhân đang ổn, tiếp xúc tốt. Liên quan vụ việc trên, lực lượng chức năng thành phố Biên Hòa đang tạm giữ Sơn, đồng thời tiếp tục giám định thương tích của chị T và cháu PA để phục vụ công tác điều tra. Trước đó tại Hà Tĩnh, xảy ra vụ án năm thanh niên đâm trọng thương hai mẹ con người yêu, phóng hỏa đốt nhà rồi bỏ trốn. Cụ thể, sáng 24 tháng 2 năm 2024, Bùi Hoài Nam, sinh năm 1993, ngụ xã Trung Lộc, huyện Can Lộc đi xe máy đến nhà bạn gái NTL. Sinh năm 1998, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc để nói chuyện tình cảm. Tại đây, Nam và chị L xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Sau khi lời qua tiếng lại, Nam dùng kéo đâm trọng thương chị L và mẹ chị L. Gây án xong, Nam dùng xăng đã chuẩn bị sẵn phóng hỏa đốt nhà chị L rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Phát hiện sự việc, người dân đã đưa hai mẹ con chị L đi cấp cứu, đồng thời hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên do nhà chứa nhiều đồ đạc dễ cháy nên chỉ trong ít phút đám cháy bùng phát dữ dội. Cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt được Bùi Hoài Nam khi đang lẫn trốn tại trang trại ở xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc. Vừa qua, trước thông tin cho rằng bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, bị nhắm lừa đảo trên mạng chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng, bà Nguyễn Thị Giang Hương, không xác nhận bị lừa đảo số tiền nêu trên và cho biết sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra. Bà Hương nói vụ việc được công an tỉnh đang làm lâu rồi, số tiền bị mất không biết được, công an đang kiểm tra. Cũng liên quan đến vụ việc trên, chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, lực lượng chức năng đang chờ báo cáo của công an tỉnh. Theo thông tin ban đầu, các cơ quan chức năng đang phối hợp xác minh điều tra vụ việc chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thông tin số tiền bị chiếm đoạt rất lớn với con số nhiều tỷ đồng. Theo đó, một số đối tượng yêu cầu bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch mở tài khoản để huy động người thân nộp tiền vào tài khoản. Sau đó, nhóm đối tượng này dùng thủ đoạn chiếm đoạt từ tài khoản của bà Hương, mỗi lần vài chục tỷ đồng, tổng cộng khoảng 100 tỷ đồng. Hiện bà Hương không cung cấp thông tin về vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Bà Nguyễn Thị Giang Hương giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch nhiệm kỳ 2020-2025 mới đây lãnh đạo một đơn vị thuộc lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Ninh vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 13,5 triệu đồng đối với chủ xe limousine chạy dù bị nữ hành khách tố có hành vi hành hung. Theo đó chủ xe limousine chạy dù bị xử phạt hai lỗi là không có phù hiệu và lỗi đổ dừng liên quan đến việc nữ hành khách tố bị phụ xe limousine tấn công. Vì lãnh đạo đơn vị thuộc lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết ngay sau khi nhận được thông tin đăng tải trên mạng xã hội phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh đã phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiến hành tạm giữ phương tiện triệu tập những người liên quan đến làm việc đồng thời thông báo rộng rãi để tìm nạn nhân bị hành hung tuy nhiên đến thời điểm hiện tại dù nhiều lần đăng tải thông tin tìm kiếm nhưng nữ hành khách tố bị hành hung vẫn không đến cơ quan công an làm việc do vậy không có cơ sở xử lý những hành vi liên quan Trước đó vào khoảng 14 giờ ngày 27 tháng 2, chị BTG 39 tuổi cùng em gái đứng đón xe khách từ đường Phạm Hùng, Hà Nội về Uông Bí, Quảng Ninh. Lúc này, chiếc xe mang biển kiểm soát 14B04278 đến mời khách, nói với chị Dê giá vé công ty niêm yết cứ yên tâm. Hai chị em, chị Dê và một nam hành khách khác quyết định lên xe. Thời điểm đó trên xe đã có bốn người lớn và một trẻ em. Theo lời chị Dê, chiếc xe đi vòng ra cổng bến xe Mỹ Đình Hà Nội để bắt khách không chấp nhận cảnh xe đi lòng vòng câu khách. Có hai mẹ con là hành khách yêu cầu xuống xe để bắt phương tiện khác, nhưng nhà xe không đồng ý, quát mắng khách. Họ bật nhạc to để không nghe chị khách nói. Khách phàn nàn nhạc to gây đau đầu thì nhà xe phớt lờ, phụ xe còn quay lại văn tục, chửi bới khách, chị dê kể. Khi đến đầu cao tốc đoạn huyện Đông Anh, Hà Nội, hướng tỉnh Bắc Ninh, phụ xe bắt đầu thu tiền vé đi Hải Dương 300.000 đồng một người, Bắc Ninh 200.000 đồng một người, Móng Cái 500.000 đồng một người, uôn Bí 400.000 đồng một người. Các hành khách không đồng tình với giá vé chặt chém yêu cầu xuống xe thì bị phụ xe đe dọa bỏ rơi giữa cao tốc và bắt đóng tiền bằng mọi giá. Xe dừng giữa cao tốc phụ xe thu tiền rồi mới thả chúng tôi, gồm 4 người lớn và một trẻ em xuống đường. Chị Dê cho hay, theo chị Dê, những hành khách khác vì đã đóng tiền từ trước nên chấp nhận tiếp tục hành trình. Lúc xuống xe, chị lấy điện thoại chụp lại biển số của nhà xe thì bị người của nhà xe chửi và yêu cầu xóa ảnh, rồi họ lao đến bóp cổ chị, dí đầu vào lan can đường. Vết thương của tôi không đau lắm, chỉ bị xước ở cổ thôi. Nhưng hành vi của nhà xe như vậy thật đáng lên án. Chị Dê nói và cho biết chị chưa trình báo công an. Ngay sau khi có thông tin trên, đã nhận được hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ, đa số mọi người đều bức xúc trước hành động đuổi hành khách xuống giữa đường và đánh người của nhà xe trên, đồng thời mong lực lượng chức năng vào cuộc làm rõ xử lý nhà xe nếu vi phạm. Theo thông tin từ cơ quan đăng kiểm thì chiếc xe limousine nêu trên mang biển kiểm soát 14B04278 thuộc sở hữu của ông Vũ Thành Trờ, trú tại phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả. Chiếc xe này không đăng ký kinh doanh vận tải và đăng kiểm gần đây nhất là tháng 10 năm 2023 tại trung tâm đăng kiểm 1407G có địa chỉ tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả. Ông Mạc Đức Sơn, Trưởng phòng Quản lý Vận tải và Phương tiện Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh cho biết, chiếc xe này không đăng ký kinh doanh vận tải, không có giám sát hành trình và không có phù hiệu, do vậy, bị hại cần làm đơn kiến nghị gửi cơ quan công an để xác minh xử lý theo quy định của pháp luật. Mới đây, cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với nguyên viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Điện Biên phủ tỉnh Điện Biên. Tại văn bản số 1609 ngày 22 tháng 3 của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Điện Biên về việc cung cấp thông tin vụ việc bà Bùi Thị Thu Hằng bị khởi tố về tội nhận hối lộ nêu rõ, sáng ngày 21 tháng 3, cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và các quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với bà Bùi Thị Thu Hằng, nguyên viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Điện Biên phủ về tội nhận hối lộ theo điều bốn Bộ luật hình sự. Thời điểm bị bắt, bà Hằng là kiểm sát viên trung cấp của Phòng Kiểm sát Việc Tạm Giữ, Tạm Giam và Thi Hành Án Phòng 8 Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên. Trước đó, bà Hằng nhận quyết định làm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Điện Biên Phủ vào ngày 1 tháng 7 năm 2022. Vào cuối năm 2022, đầu năm 2023, bà Hằng đã phân công kiểm sát viên Vũ Đình Hải giải quyết một vụ án. Với vai trò kiểm sát viên của vụ án, Hải nhận 80 triệu đồng của Lê Xuân Hồng, Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Điện Biên để giải quyết theo hướng không xử lý về hình sự đối với Hồng trong vụ án trên và đưa cho bà Hằng hơn 30 triệu đồng. Tiếp đó, bà Hằng chia lại cho Hải 10 triệu đồng. Sau khi bị khai trừ đảng và bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15, hiện nay bà Hoàng Thị Thúy Lan còn giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo một nguyên thứ trưởng Bộ Nội vụ, Bà Hoàng Thị Thúy Lan là chủ tịch và là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Khi bà đã vi phạm pháp luật bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam, bị ban chấp hành trung ương khai trừ khỏi Đảng, bị Quốc hội bãi nhiệm đại biểu thì chức chủ tịch và tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cũng sẽ bị bãi nhiệm. Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc là cơ quan có thẩm quyền xử lý việc bãi nhiệm chức danh kể trên với bà Hoàng Thị Thúy Lan. Bãi nhiệm là hình thức xử phạt buộc thôi giữ chức vụ do bầu cử trước khi hết nhiệm kỳ đối với người được giao giữ chức vụ có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm về phẩm chất đạo đức, không còn xứng đáng giữ chức vụ được giao ở các cơ quan nhà nước. Bà Hoàng Thị Thúy Lan bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam ngày 8 tháng 3 năm 2024 về tội nhận hối lộ khi mở rộng điều tra vụ án liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn của hậu pháo. Trước đó, ngày 7 tháng 3 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 1000 đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc khởi tố bắt tạm giam khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, đại biểu Quốc hội khóa 15. Theo quy định của pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, đại biểu Quốc hội khóa 15 kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can. Ngày 8 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bổ sung vụ án về các tội nhận hối lộ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi xảy ra tại các tỉnh vĩnh phúc quảng ngãi vĩnh long và các đơn vị có liên quan việc bắt bà lan nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản thăng long và các đơn vị liên quan căn cứ lời khai của nguyễn văn hậu chủ tịch tập đoàn phúc sơn các bị can đối tượng liên quan Tài liệu điều tra xác minh tại ba tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan. Theo đài T, vụ xả súng xảy ra tối 22 tháng 3 tại trung tâm Crocus City Hall ở Krasnogorsk, một vùng ngoại ô tây bắc Moscow. Trong khi đó, một đoạn video lan truyền trên mạng đã ghi được cảnh các tay súng tiến vào bên trong tòa nhà Crocus City Hall. Trong một đoạn video ngắn khác, dường như được quay từ điện thoại cá nhân với chất lượng thấp một số người đang cúi thấp và cố gắng chạy trốn giữa tiếng súng vang lên không ngừng. Một đoạn video do nhân chứng quay gần cây cầu dành cho người đi bộ bắt qua sông Moscow ở khu vực lân cận hiện trường cho thấy hàng chục người đang hoảng loạn bỏ chạy. Sau khi nhắm bắn đám đông, những kẻ tấn công dường như cũng kích nổ bên trong tòa nhà, khiến tổ hợp Rogers City Hall chìm trong biển lửa. Một số lượng lớn cảnh sát, các nhân viên y tế và lính cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường. Hiện hỏa hoạn đã được khống chế. Nhà chức trách Nga coi đây là một vụ tấn công khủng bố. Tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng cũng lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra một trong những vụ tấn công thảm sát đẫm máu nhất ở Nga trong nhiều thập kỷ. Thị trưởng Moscow Sergei Sozhanin vừa ra lệnh hủy bỏ tất cả các sự kiện lớn ở thủ đô Nga vào cuối tuần này. Theo cơ quan chức năng Nga, ít nhất 60 người đã thiệt mạng khi một nhóm tay súng gồm ít nhất 5 người xông vào tấn công Krokus City Hall tối thứ Sáu nhóm này được cho là đã châm lửa phóng hỏa tòa nhà trong khi các nhân chứng cho biết họ nghe thấy tiếng nổ lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm các thi thể và cảnh báo rằng số người thiệt mạng có thể còn tăng thêm người phát ngôn của ủy ban điều tra svetlana petrenko cho biết các chuyên gia pháp y đang thu thập bằng chứng vật lý và trích xuất camera an ninh Bộ Y tế có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp về việc xác minh và báo cáo trường hợp sự cố y khoa tại bệnh viện đa khoa khu vực Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Trước đó trên phương tiện truyền thông có đăng tải thông tin phản ánh về trường hợp sự cố y khoa dẫn đến tử vong của sản phụ NTTD tại bệnh viện đa khoa khu vực Tháp 10, người nhà bệnh nhân tố bệnh viện tác trách. Cụ thể theo phản ánh từ người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế của bệnh viện biết chị D nhóm máu hiếm ARH nhưng không kịp thời tư vấn hay cảnh báo gì từ bác sĩ và ca trực. Quá trình đỡ đẻ không có bác sĩ chuyên môn, bác sĩ phụ trách ca trực là trưởng khoa sản nhưng do là chủ nhật nên không có mặt, chỉ có y tá và điều dưỡng tiến hành đỡ đẻ. Khi đứa con của sản phụ chào đời thì sản phụ bị băng huyết sau sinh, lúc này đội ngũ y tá không thể giải quyết được mới gọi cho trưởng khoa. Khoảng 30 phút sau tái biến, bác sĩ trực có mặt nhưng cấp cứu không thành và báo cho gia đình biết bệnh viện không có máu dự trữ nhóm máu của sản phụ. Thậm chí khi người nhà bệnh nhân tập trung lại để đề nghị lấy máu để chuyên cấp cứu cho nạn nhân thì bác sĩ cho biết bệnh viện không có túi đựng máu. Sau đó chị Đê được chuyển lên bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp rồi tử vong vào 3 giờ ngày 18 tháng 3. Còn theo báo cáo của bệnh viện, sản phụ nhập viện khi thai 39 tuần ngồi xuôi, nhóm máu hiếm nhưng bệnh viện không có sẵn máu truyền trong kho. Đây là lần sinh con thứ ba của sản phụ, cả hai lần sinh trước đó đều sinh thuận lợi ở bệnh viện này. 10 giờ sau nhập viện, sản phụ sinh thường cháu gái nặng 3 kg nhưng xuất hiện tình trạng băng huyết, đờ cổ tử cung. Các bác sĩ cấp cứu truyền dịch trong tình trạng bệnh nhân không cải thiện, mất 1,7 lít máu, sản phụ được chuyển lên bệnh viện tuyến trên, cắt tử cung nhưng không qua khỏi về vụ việc này, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp kiểm tra xác minh sự việc nêu trên và báo cáo nhanh về Bộ Y tế, vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em trước ngày 27 tháng 3. Đồng thời chỉ đạo bệnh viện đa khoa khu vực Tháp 10 khẩn trương họp hội đồng chuyên môn, nếu bệnh viện không đủ điều kiện thì Sở Y tế thành lập hội đồng chuyên môn đánh giá quá trình tiếp đón, chăm sóc, xử trí đối với trường hợp sản phụ NTD, thông báo kết luận của hội đồng chuyên môn tới gia đình sản phụ và các cơ quan truyền thông đại chúng, gặp gỡ chia sẻ động viên tới gia đình sản phụ đặc biệt xử lý nghiêm các tập thể cá nhân nếu phát hiện có sai phạm về chuyên môn tinh thần thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp theo quy định hiện hành tiếp tục chỉ đạo và chấn chỉnh các cơ sở khám bệnh chữa bệnh sản phụ khoa sơ sinh và kế hoạch hóa gia đình nghiêm túc thực hiện theo các hướng dẫn và quy định của bộ y tế nhằm giảm tử vong mẹ tử vong sơ sinh trong công văn Bộ Y tế cho gửi Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cũng nêu rõ, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cần xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân nếu phát hiện có sai phạm về chuyên môn, tinh thần, thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp theo quy định hiện hành. Mới đây, ông Lê Trọng Thuần, giám đốc kinh doanh tổng công ty cấp nước Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạng một thành viên Sawako, đã cung cấp thông tin cụ thể về trường hợp ông Nguyễn Quốc Huy, ngụ quận 3, nhận hóa đơn tiền nước tháng 2 năm 2024 hơn 57 triệu đồng Tại họp báo định kỳ về tình hình kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Trọng Thuận cho biết, địa chỉ cấp nước này thuộc quản lý của công ty cổ phần cấp nước gia đình và kỳ hóa đơn tiền nước tháng 1 năm 2024, nhân viên đến đo đồng hồ nước nhưng gia đình đi vắng. Phi công ty lấy mặc định lượng nước sử dụng những tháng trước đó để ra hóa đơn. Đến kỳ tính hóa đơn tháng 2, nhân viên đã tiếp cận đồng hồ nước của hộ gia đình này và thấy khối lượng sử dụng nước tăng lên như trong hóa đơn nhân viên của công ty sau đó đã kiểm tra rà soát hệ thống đường ống dẫn nước, hệ thống nước trong ngôi nhà, kiểm định đồng hồ nước. Trong trường hợp này, công ty cổ phần cấp nước gia đình áp dụng phương án tính hóa đơn nước kỳ tháng 2 vẫn bằng trung bình các kỳ trước là khoảng 20 mét khối. Sau khi có kết quả kiểm định đồng hồ nước, chúng tôi sẽ thông tin tới khách hàng và đưa ra hướng xử lý tiếp theo để đảm bảo khách quan cho khách hàng, ông Lê Trọng Thuần cho biết thêm. Trước đó, ông Nguyễn Quốc Huy, ngụ 490 Lê Văn Sĩ, quận 3, tá hỏa khi nhận hóa đơn tiền nước tháng 2 hơn 57 triệu đồng. Theo ông Huy, tháng 1, trước Tết, nhân viên đến đo đồng hồ nước nhưng gia đình đi vắng. Phía công ty lấy mặc định lượng nước sử dụng những tháng trước đó để ra hóa đơn và tính toán lại sau. Tháng 2, khi nhận mức phí sử dụng nước trên, ông Huy quá bất ngờ với số tiền 57 triệu đồng tăng đột biến, tương đương 3.000 mét khối. Trước đó, trung bình mỗi tháng, gia đình ông sử dụng khoảng 20 mét khối nước so với số tiền hơn 200.000 đồng. Ngày 20 tháng 3, ông Huy đã làm việc với công ty cổ phần cấp nước gia đình về hóa đơn nước gia đình trong tháng 2, bởi ông nghi ngờ đồng hồ nước có vấn đề mới xảy ra chuyện hy hữu như trên. Mới đây, sau một ngày nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Từ Sơn Bắc Ninh đã tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị Trúc, sinh năm 1974, trú tại Từ Sơn Bắc Ninh, đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank. Hội đồng xét xử buộc ngân hàng này phải bồi thường thiệt hại cho bà Trúc 700 triệu đồng là một phần thiệt hại trong tài khoản mà bà mở tại ngân hàng này. Trước đó ngày 18 tháng 3, tòa án nhân dân thành phố Từ Sơn đã mở phiên xử sơ thẩm vụ bà Trúc kiện Vietcombank, yêu cầu ngân hàng này phải bồi thường toàn bộ số tiền là 11,9 tỷ đồng. Tại phiên tòa, bà Trúc cho biết trong quá trình tư vấn, hướng dẫn bà mở tài khoản mới, nhân viên Vietcombank chi nhánh Kinh Bắc không giải thích cho bà hiểu rõ các quy định của Vietcombank, không hướng dẫn cho bà Trúc đọc các tài liệu, quy định trên bảng niêm yết thông tin bắt buộc ở sảnh giao dịch mà chỉ hướng dẫn điền thông tin họ tên, địa chỉ, số điện thoại và ký vào ba chỗ trong tờ hợp đồng mở tài khoản. Luật sư của bà Trúc cho hay, Vietcombank chi nhánh Kinh Bắc không hướng dẫn cho bà Trúc cách bảo mật số tiền trong tài khoản, không khuyến cáo cách phòng tránh kẻ gian tìm cách lấy cắp tiền trong tài khoản, hậu quả là bà Trúc đã bị mất toàn bộ số tiền trên. Cụ thể, ngày 22 tháng 4 năm 2022, bà đến Vietcombank chi nhánh Kinh Bắc Bắc Ninh để mở tài khoản để giao dịch. Trong thời gian từ ngày 22 tháng 4 đến 24 tháng 4 năm 2022, bà Trúc và người nhà đã chuyển tổng số tiền là hơn 11,9 tỷ đồng vào tài khoản vừa được mở tại Vietcombank chi nhánh Kinh Bắc. Tuy nhiên, sau khi mở tài khoản, bà Trúc không nhận được bất cứ cuộc gọi điện thoại hay tin nhắn nào của Vietcombank chi nhánh Kinh Bắc về biến động số dư trong tài khoản vào số điện thoại mà bà đăng ký với Vietcombank khi mở. Do ngày 23 và 24 tháng 4 năm 2022 là thứ bảy và chủ nhật, chi nhánh ngân hàng không giao dịch, nên sáng ngày 25 tháng 4 năm 2022, bà Trúc đến Vietcombank chi nhánh Kinh Bắc kiểm tra số dư tài khoản. Bà tá hỏa khi được nhân viên Vietcombank thông báo tài khoản của bà còn 114.718 đồng, trong khi bà Trúc không hề thực hiện bất cứ giao dịch rút tiền nào. Đặc biệt sau khi biết việc bà Trúc mất tiền, từ nhân viên đến cán bộ quản lý của Vietcombank chi nhánh Kinh Bắc đã không hướng dẫn cho bà Trúc thực hiện trợ giúp khẩn cấp mà chỉ hướng dẫn bà đi trình báo cơ quan công an. Tuy nhiên, tại phiên xử sơ thẩm, đại diện Vietcombank đề nghị tòa không chấp nhận đơn khởi kiện của bà. Lý do Vietcombank đã thực hiện đúng, đầy đủ các quy định, tư vấn, hướng dẫn, thủ tục mở và sử dụng tài khoản cho khách hàng. Bà Trúc cho biết bà kháng cáo toàn bộ bản án đã tuyên của tòa án cấp sơ thẩm mà bà khởi kiện Vietcombank vì khoản tiền 700 triệu đồng được nhận bồi thường theo bản án đã tuyên là quá ít so với tổng số tiền 11,9 tỷ đồng bị mất. Mới đây, chia sẻ tại họp báo định kỳ thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hồng Hoàng Vũ, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Eximbank, thông tin về vụ việc khách hàng PHA nợ tín dụng 8,5 triệu đồng thành nợ 8,8 tỷ đồng sau 11 năm. Theo ông Vũ, ngày 19 tháng 3, đại diện của Eximbank đã gặp gỡ với khách hàng Exim Bank cùng với khách hàng trao đổi thẳng thắn trên tinh thần hợp tác, thấu hiểu và chia sẻ, thống nhất phối hợp giải quyết vụ việc, đảm bảo quyền lợi của đôi bên trong thời gian sớm nhất. Ông Vũ nói, Exim Bank cùng khách hàng thống nhất xử lý vụ việc, đảm bảo mức lãi phí hợp lý, hợp tình cho hai bên và sẽ thông báo cho truyền thông trong thời gian sớm nhất, không có chuyện ngân hàng thu 8,8 tỷ, dứt khoát không có chuyện đó. Phó Tổng Giám đốc Exim Bank nói thêm, sự việc xảy ra chúng tôi rất lấy làm tiếc, và cho biết ngân hàng đã tích cực làm việc với khách hàng. Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Exim cũng chia sẻ thêm, đối với thẻ tín dụng quốc tế, ngân hàng đã tham khảo thị trường và các ngân hàng khác, đồng thời cũng xét đến yếu tố cạnh tranh trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. Đối với trường hợp của khách hàng PHA, do khách hàng nợ thẻ quá hạn đến 11 năm, thông thường đối với quy trình xử lý nợ thẻ quá hạn của Exim cán bộ xử lý thẻ của ngân hàng căn cứ tình hình nợ thẻ của khách hàng để đề xuất lãnh đạo một mức thu lãi, thu phí phù hợp trước khi làm việc với khách hàng. Số phí này phải trình cấp lãnh đạo phê duyệt trước khi báo cho khách hàng. Ông Vũ nói, tuy nhiên, trong trường hợp vừa rồi, cán bộ làm việc máy móc không thực hiện quy trình đó và gửi thông báo tới khách hàng dẫn đến sự bức xúc trong thời gian qua. Ông Vũ khẳng định, Exim Bank đã làm việc với khách hàng cùng thỏa thuận và tìm cách xử lý đảm bảo hợp lý hợp tình. Ông Vũ nói, Exim đảm bảo không thu 8,8 tỷ mà sẽ thu ở một mức phí hợp lý, nhưng không nói rõ mức phí hợp lý đó là bao nhiêu. Cũng tại họp báo, ông Võ Minh Tuấn, giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin trên truyền thông, thống đốc ngân hàng nhà nước đã có văn bản yêu cầu Exim xác minh vụ việc, phải làm việc với khách hàng, báo cáo về ngân hàng nhà nước cũng như thông tin đến các cơ quan báo chí. Sau chỉ đạo của ngân hàng nhà nước, Exim đã làm việc với khách hàng và gửi báo cáo bằng văn bản đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng như Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh trong sáng ngày 21 tháng 3. Chia sẻ về cách tính lãi của Exim Giám đốc Ngân hàng Nhà nước cho rằng con số gốc từ 8,5 triệu đồng sau 11 năm tăng 1.000 lần thành 8,8 tỷ đồng. Bất kỳ ai nghe qua đều thấy không hợp lý trong việc tính lãi. Theo ông Tuấn, đây là cách tính lãi kép. Trong tất cả các giao dịch, riêng giao dịch thẻ tín dụng có nhiều đơn vị tính lãi như vậy. Còn với các giao dịch thông thường khác, thì quy định không được tính lãi kép. Liên quan đến vụ việc khách hàng bị biến khoản nợ 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ sau 11 năm mở thẻ tín dụng của Exim Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngoài Exim nhiều ngân hàng khác cũng áp dụng phương pháp tính lãi chồng lãi. Thông tin này được ông Võ Minh Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ tại cuộc họp báo định kỳ thành phố Hồ Chí Minh chiều 21 tháng 3. Theo ông Tuấn, hiện nay lãi suất cho vay theo quy định của ngân hàng nhà nước sẽ để các ngân hàng cung cấp dịch vụ thỏa thuận với bên sử dụng dịch vụ là khách hàng, không dùng biện pháp hành chính để điều hành lãi suất cho vay. Trừ lãi suất cho vay đối với 5 ngành ưu tiên hiện nay chỉ có 4% một năm. Ông Võ Minh Tuấn cho biết, hiện theo quy định tính lãi với các sản phẩm cho vay thông thường, không bao gồm cho vay qua thẻ tín dụng quốc tế, thì tính lãi dựa trên số gốc. Nếu có lãi chậm trả thì tính thêm, nhưng không quá 10% trên số tiền lãi chậm trả nhưng quy định này không quy định với vay thẻ tín dụng. Lý giải vì sao không có quy định trên đối với cho vay qua nghiệp vụ thẻ tín dụng, ông Tuấn đưa ra một ví dụ cụ thể. Ông Tuấn nói, khi mua sản phẩm 5 triệu đồng, tùy ngân hàng mà khách hàng sẽ không trả lãi trong vòng 30, 40, 5 năm ngày đầu. Trong khoảng thời gian đã chi tiêu rồi, nếu vay thông thường phải trả lãi từ ngày chi tiêu, nhưng thẻ tín dụng được ưu đãi không trả lãi từ 30 đến 55 ngày. Nhưng nếu thời gian này không trả đầy đủ 5 triệu, thì ngân hàng bắt đầu tính lãi cho số tiền chưa trả. Lúc đó ngân hàng sẽ áp dụng lãi suất. Hiện nay lãi suất cho vay qua nghiệp vụ thẻ tín dụng giao động từ 20 đến 40%. Về việc có bao nhiêu ngân hàng tính lãi kép đối với thẻ tín dụng, ông Võ Minh Tuấn nói, với phương pháp tính lãi kép trồng kép của ngân hàng Exim Bank thì không chỉ một mình ngân hàng này tính lãi trồng lãi trong nghiệp vụ cho vay qua thẻ tín dụng quốc tế. Tuy nhiên, số lượng cụ thể có bao nhiêu ngân hàng thì chúng tôi cần thời gian thống kê. Ông Tuấn khuyến cáo người dân nếu có sử dụng các dịch vụ, sản phẩm của ngân hàng nên biết những tiện ích cơ bản cũng như những chính sách giá và phí của ngân hàng. Để không xảy ra những vụ việc tương tự, ông Tuấn cho biết, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh sẽ có chỉ đạo các chi nhánh tổ chức tín dụng ra soát lại những chủ thẻ, tìm hiểu các chủ thẻ lâu không dùng thẻ để làm việc, tìm được sự thống nhất giữa ngân hàng và khách hàng để bảo vệ quyền lợi các bên. Mới đây, công an huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn một trường hợp tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và ba trường hợp trẻ em bị lôi kéo bỏ nhà đi lao động trái phép. Cụ thể ngày 18 tháng 3, công an huyện Tân Uyên nhận được tin báo từ cô Nguyễn Thị Hằng, hiệu trưởng trường trung học cơ sở xã Hố Mít về việc nhận được thư cầu cứu của em TTV, sinh năm 2010, trú tại bản Thảo, xã Hố Mít, huyện Tân Uyên, bị gia đình ép tảo hôn lấy cậu ruột làm chồng. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an huyện Tân Uyên đã tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Hố Mít chỉ đạo các ban ngành đoàn thể phối hợp với công an xã Hố Mít tuyên truyền vận động gia đình cháu V biết hành vi ép con gái đi lấy chồng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống là vi phạm pháp luật. Sau khi được tuyên truyền, giải thích, bố mẹ cháu TTV đã nhận thức được việc ép con tảo hôn là sai, đồng thời gia đình đồng ý và ký cam kết từ nay không ép cháu V lấy chồng mà để cháu V tiếp tục đi học khi đến đủ độ tuổi theo luật định mới lập gia đình. Hiện tại cháu V đã trở lại trường để tiếp tục học. Chính quyền địa phương huyện Tân Uyên ngày 21 tháng 3 cũng phối hợp với ngành công an, giáo dục tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại trường trung học cơ sở xã Hố Mít về các nội dung liên quan, trong đó có nạn tảo hôn. Theo quy định của pháp luật, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đều là những hành vi bị nghiêm cấm. Nếu người nào thực hiện thì có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật về hành chính hoặc nặng hơn có thể bị xử lý theo quy định của bộ luật hình sự. Trước đó, ngày 20 tháng 3, Công an huyện Tân Uyên tiếp nhận thông tin từ gia đình ba học sinh là VTL, sinh năm 2010, TTPN, sinh năm 2010, VTH, sinh năm 2010, đều là học sinh lớp 8A2, trường trung học cơ sở xã Hối Mít, bảo với gia đình là đi tắm nhưng không về nhà. Công an huyện đã triển khai lực lượng xác minh tìm kiếm. Qua xác minh nhanh, ba học sinh đã lên trên xe quy quy tại bản Pó Luân, xã Bắc Ta để đi làm thuê tại tỉnh Bắc Ninh. Đến 21h30 cùng ngày, công an huyện Tân Uyên đã giữ được ba học sinh tại điểm bán vé nhà xe quy quy tại thị trấn Tân Uyên. Qua tuyên truyền, giải thích và vận động, các học sinh đã quay trở về trường. Qua tìm hiểu, ba học sinh này có quen một người lạ trên Facebook và người này đã rủ các cháu xuống Bắc Ninh làm thuê. Hiện các em học sinh đã được bàn giao cho gia đình và nhà trường quản lý. Những ngày qua, cư dân mạng truyền tay nhau đoạn clip về một người phụ nữ có biệt danh, cô đồng ngửi cao ở Hà Nội. Cụ thể, khác với những người đồng cốt khác, cô đồng này chỉ cần đưa quả cao lên mũi và ngửa là có thể nhìn âm thấu dương. Đỉnh điểm trong clip có một triệu lượt xem trên mạng xã hội, cô đồng đưa quả cao lên ngửi là có thể nhìn ra mộ phần và cảnh người tai nạn thương vong theo người này vì quả cao có mùi tanh nên gần nhà người xem có đoạn dễ xảy ra tai nạn. ngoài những clip trên còn rất nhiều clip khác quay lại cảnh cô đồng xem bói phán về mồ mả, gia tiên, đường công danh sự nghiệp, con cái hay bệnh tật, thậm chí nhiều lần người phụ nữ này còn khẳng định người đến xem bị vong theo, mộ phạm, đứt long mạch, vân vân cần chi tiền cúng lễ. theo tìm hiểu cô đồng ngửi cao này có tên tài khoản tiktok là ngờ thờ thờ pl đang công khai số điện thoại để những người có nhu cầu đặt lịch đến để xem bói online và xem bói trực tiếp. Kênh TikTok của cô đồng Ngửi Cao hiện tại có khoảng 72.000 người theo dõi và gần 300 lượt thích, trong đó có không ít bình luận hỏi đặt lịch xem. Xem online cô chỉ xem tay, xem tướng, còn muốn xem cao thì phải đến tận nơi. Cô làm việc từ 8 giờ nhưng tuần này cô bận nhiều khóa lễ, nên chỉ có thể xem vào thứ ba, thứ tư, thứ bảy tuần sau, người phụ nữ này nói. Cũng theo người phụ nữ này, trước khi đến, người xem phải chuẩn bị hoa, quả hoặc bánh, đặc biệt phải mua 5 lá trầu, 5 quả cao. Số trầu cao này không được cúng lễ trước ở nhà hay bất cứ đâu. Nếu cúng rồi là cô không xem được đâu, người phụ nữ nói. Khác với cô đồng Trương Hương vừa phán vừa hỏi đúng nhận sai cãi, cô này lại không cho con nhang chen vào câu nào. Trong một đoạn video dài chừng 5 phút thì chủ yếu là cô đồng ngửi cao tự hỏi tự nói, người xem chưa kịp trả lời hoặc trả lời ấp úng thì cô nhanh chóng nói tiếp. Hiện tại, hiện tượng cô đồng ngủi cao vẫn đang gây tranh cãi. Người ta đặt ra lo ngại về mê tín dị đoan và dẫn tới các trường hợp lừa đảo như sự việc của cô đồng bổ cao Trương Hương. Ngày 22 tháng 3, Thanh tra huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận cho biết đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tánh Linh để làm rõ vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo đó, cuối năm 2023, chánh thanh tra huyện đã có quyết định thanh tra đột xuất việc quản lý sử dụng ngân sách ngoài ngân sách tại trường tiểu học Đồng Me, xã Đức Thuận, Tánh Linh. Theo báo cáo của đoàn thanh tra đối với nội dung chi chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo và chế độ phụ cấp ưu đãi khuyết tật cho bà DTH, hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Me có dấu hiệu tội phạm. Cụ thể, từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 8 năm 2023, trong bản phân công chuyên môn của nhà trường do bà Hát, hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Me ký phân công cho chính bà Hát, đứng lớp 2 tiết một tuần. Theo hồ sơ kế toán thời điểm trên, hiệu trưởng DTH đã nhận đầy đủ chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo, phụ cấp ưu đãi khuyết tật với số tiền hơn 300 lên 1 triệu đồng. Tuy nhiên, qua làm việc với các cá nhân có liên quan thì tất cả giáo viên chủ nhiệm trực tiếp đứng lớp, giáo viên đã chuyển trường và các cá nhân khác có liên quan đều khẳng định hiệu trưởng trường này không trực tiếp đứng lớp với định mất 2 tiết một tuần theo quy định. Bà DTH chỉ thực hiện việc đứng lớp sau khi có quyết định thanh tra đột xuất. Theo kiến nghị của đoàn thanh tra, đây là nội dung phức tạp có dấu hiệu tội phạm lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Ngày 22 tháng 1 vừa qua, thanh tra huyện đã làm việc với công an huyện, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện và Ủy ban Kiểm tra huyện ủy để đánh giá phân tích các nội dung liên quan. Kết quả cuộc họp các ngành đều nhận định đối với nội dung nêu trên có dấu hiệu tội phạm, Thời gian thanh tra đã hết nên không thể tiếp tục xác minh để có kết luận chính xác, khách quan việc hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Me sai phạm hay không sai phạm. Do đó, thống nhất để tránh thanh tra huyện có quyết định chuyển hồ sơ về hành vi có dấu hiệu tội phạm lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ sang cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tánh Linh để giải quyết theo quy định. Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng cho biết, Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Bình do Ban Dân Nguyện chuyển đến với nội dung cử tri đề nghị nghiên cứu trình Quốc hội xem xét sửa đổi bổ sung luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, quy định theo hướng tất cả nam thanh niên đến tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, sau đó mới được đi học đại học hoặc học nghề để đảm bảo tính nghiêm minh và công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền cơ sở gọi thanh niên nhập ngũ. Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau. Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 được Quốc hội khóa 13 kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, cùng với các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn luật được ban hành điều chỉnh một số nội dung cơ bản như quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự, đối tượng tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ trong thời bình, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tiêu chuẩn tuyển chọn về độ tuổi gọi nhập ngũ, sức khỏe, văn hóa, chính trị, đạo đức, chế độ chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ và thân nhân. Chế tài xử phạt đã tạo hành lang pháp lý nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về nghĩa vụ quân sự. Sau hơn 7 năm thực hiện, đã có phần quan trọng đối với nhiệm vụ quân sự quốc phòng của địa phương, đơn vị. Thực hiện luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, hàng năm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ để bổ sung quân số cho các đơn vị thường trực và thay quân theo luật định, tạo nguồn lực lượng dự bị đồng viên hùng hậu, chất lượng cao, có phần quan trọng nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội Bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống. Bộ Quốc phòng cho biết, thực tiễn quá trình triển khai thực hiện đã có những khó khăn vướng mắc bất cập nhất định, trong đó có một số vấn đề mà cử tri tỉnh Thái Bình đã phản ánh, đó là thực hiện công bằng xã hội đối với mọi nam thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Cụ thể là theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, mọi công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế đất nước còn hạn hẹp và nhiều yếu tố khác chi phối nên chưa thể gọi hết nam thanh niên nhập ngũ, hàng năm chỉ gọi nhập ngũ từ 3,0 đến 3,2% trong tổng số thanh niên ở độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Bộ Quốc phòng tiếp thu, nghiên cứu xem xét báo cáo chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 theo chương trình soạn thảo luật pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, đồng thời chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, nghiên cứu, đề xuất chính phủ và các bộ ngành liên quan sửa đổi bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh vực nghĩa vụ quân sự, bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong triển khai thực hiện, có phần thực hiện công bằng trong công tác tuyển quân. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có công văn số 809 trên QLT, gửi trưởng phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện, thị xã, hiệu trưởng các trường trung học phổ thông công lập. Trung học phổ thông có nhiều cấp học, giám đốc các trung tâm giáo dục nhà nước, giáo dục thường xuyên, việc nghiêm túc thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường mầm non lớp 1, 6 và lớp 10 trên địa bàn Hà Nội. Đặc biệt trong công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường không thu tiền giữ chỗ hay bất cứ khoản thu nào khác gây khó khăn cho học sinh, phụ huynh và bức xúc trong dư luận, không được thu giữ hồ sơ của học sinh nếu học sinh không có nguyện vọng theo học tại trường. Sở cho biết thời gian qua đã nhận được nhiều phản ánh về công tác tuyển sinh đầu cấp, trong đó nhiều trường yêu cầu phụ huynh nộp tiền giữ chỗ hoặc thu giữ hồ sơ của học sinh. Điều này gây bức xúc cho học sinh, phụ huynh và dư luận xã hội. Sở giáo dục và đào tạo sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục và đào tạo nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định, siết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Hà Nội hiện có gần 600 trường tư thục từ mầm non tới trung học phổ thông, các trường này thường xuyên tuyển sinh bằng xét học bạ hoặc tổ chức thi riêng. Theo quy định của hầu hết các trường, phí giữ chỗ cho phụ huynh nộp vào sẽ không được hoàn trả lại nếu học sinh không nộp hồ sơ nhập học tại trường. Còn nếu học sinh nhập học, trường sẽ khấu trừ vào các chi phí. Theo thống kê, một số trường tư đưa số tiền cọc thấp nhất hiện nay như trường Trung học Phổ thông Phan Bội Châu, Hà Đông, 1,2 triệu đồng một học sinh, trường Trung học Phổ thông FPT Thạch Thất, 2 triệu đồng. Trong khi đó, một số trường tư thục đưa ra mức phí nhập học khá cao, trên 10 triệu đồng như trường Trung học phổ thông Lý Thái Tổ cầu giấy, 11 triệu đồng một học sinh, trường Trung học phổ thông Newton 12 triệu đồng, trường Trung học phổ thông Hà Nội Academy Tây Hồ 20 triệu đồng. Năm học 2024-2025, dự kiến hơn 50.000 học sinh Hà Nội không có suất vào lớp 10 công lập năm nay, đồng nghĩa với việc hơn 50.000 phụ huynh suýt phải đối diện với mức phí giữ chỗ không rẻ nếu Sở Giáo dục và Đào tạo không quán triệt tình trạng đặt cọc giữ chỗ này. Cách đây 6 năm, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội từng yêu cầu các trường tư không thu phí ghi danh giữ chỗ, nhưng sau đó việc này lại tiếp diễn. Mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Phan Hoàng Vinh, 32 tuổi, Lê Hoàng Việt, 29 tuổi, cùng ngụ huyện trợ mới An Giang về tội giết người và Lê Thị Kim Thúy, 50 tuổi, mẹ của hai bị cáo về tội che giấu tội phạm. Theo cáo trạng, Vinh, Việt là hai anh em ruột đều nghiện ma túy, Vinh không có nghề nghiệp ổn định nên thường sống lang thang tụ tập với các đối tượng nghiện ma túy để có ma túy sử dụng. Khoảng 23 giờ ngày 15 tháng 2 năm 2023, Vinh điều khiển xe máy hướng từ quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ về thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Khi đến khu vực cầu Cái Sắn thì gặp Trần Hùng Lĩnh, 43 tuổi, ngụ thành phố Long Xuyên, đang ngồi trên cầu hỏi đi nhờ xe về Long Xuyên. Trên đường đi, lĩnh nói mình nghiện ma túy, kêu Vinh trở về nhà ở huyện Thoại Sơn sẽ cho 500.000 đồng. Vinh nói về nhà mẹ ruột để cất đồ xong sẽ trở lĩnh về Thoại Sơn. Sau đó Vinh chở lĩnh đến nhà bà Thúy để xe ngoài đường rồi đi vào nhà cất đồ thì lĩnh bất ngờ lấy xe máy chạy về hướng Phà An Hòa. Vinh chạy bộ đuổi theo nhưng không kịp, nên quay về nhà lấy xe máy của ông ngoại, kêu Việt chở mình đuổi theo. Khi đi, Vinh lấy cây dao tự chế dài khoảng 50 cm đến phà An Hòa, Vinh Việt lên phà đang neo đậu tại cầu phao ở bờ ấp An Thuận, xã Hòa Bình, huyện Trợ Mới đón khách. Thấy lĩnh đang ngồi trên lan can phà, Vinh hỏi tại sao lấy trộm xe, rồi cầm dao chém nhiều nhát vào người lĩnh khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, hai anh em Vinh về nhà cất giấu hung khí gây án trên đầu tủ giường ngủ của Vinh ở phía trước nhà và nói cho bà Thúy biết việc vừa giết người, Thúy la chửi Vinh sau đó Việt trở vinh đến nhà bà nội ngủ qua đêm sáng ngày 16 tháng 2 năm 2023, Vinh Việt rời khỏi nhà bà và bỏ trốn khỏi địa phương ngày 17 tháng 2 năm 2023, bà Thúy dọn dẹp nhà thì phát hiện cây dao tự chế của Vinh biết đây là hung khí gây án người mẹ đã ném cây dao xuống sông nhằm che giấu hành vi phạm tội của con trong quá trình bỏ trốn Việt biết cơ quan điều tra đang truy tìm nên đã ra đầu thú còn Vinh bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực cầu Mỹ Thuận thuộc tỉnh Vĩnh Long. Tại tòa, Vinh thừa nhận hành vi khai do bực tức việc lĩnh trộm xe nên ra tay sát hại. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Phan Hoàng Vinh tù trung thân, Lê Hoàng Việt 10 năm tù cùng về tội giết người và Lê Thị Kim Thúy 1 năm tù treo về tội che giấu tội phạm, đồng thời buộc bị cáo Vinh có trách nhiệm bồi thường cho gia đình người bị hại số tiền 30 triệu đồng. Mới đây, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã An Dũng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến cháu 3 tuổi tử vong, người bà bị thương phải nhập viện cấp cứu. Theo đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 20 tháng 3, bà LTH 56 tuổi cùng với cháu trai PTH 3 tuổi đang ở trong nhà tại thôn Quang Tiền, xã An Dũng thì Võ Văn Quý 32 tuổi, chú cùng thôn Quang Tiền, bất ngờ đi từ ngoài ngõ xông vào nhà. Dùng dao chém nhiều nhát vào bà Hát và cháu trai 3 tuổi. Nghe tiếng hét thất thanh, hàng xóm chạy đến thì phát hiện cháu Hát nằm bất động giữa nền, còn bà Hát bị thương. Sau đó, lực lượng công an đã ập vào hiện trường bắt giữ Võ Văn Quý. Bà Hát cùng cháu nội được người thân đưa tới bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, cháu Hát đã tử vong, còn bà Hải tiếp tục được đưa đến bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An để điều trị tiên lượng nặng. Theo lãnh đạo địa phương, Quý từng đi xuất khẩu lao động, hiện là lao động tự do gia đình bà hát cách nhà nghi phạm hơn 500 mét, gần đây không có mâu thuẫn, xích mích gì với xóm làng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.